Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio và mình là Huyền. iPhone vẫn là chiếc điện thoại được người dùng gọi tên nhiều nhất. Và ở thời điểm hiện tại thì mình thấy có rất nhiều bạn đang muốn tìm mua cho mình một chiếc iPhone phù hợp với bản thân. Trong đó có cả mình luôn. Mình đang cân nhắc không biết lựa chọn chiếc iPhone nào phù hợp với mình để mình thay thế chiếc XR mình đang xài hiện tại. Và video này mình cũng sẽ dành đến cho những bạn đang bị phân vân giống mình nhé. Cùng NT Studio điểm qua những chiếc iPhone đáng mua ở tháng 3 này nha. Bắt đầu thôi. Tham khảo các mẫu iPhone tại Di động Mỹ để có một mức giá tốt nhất trong tháng 3 này. Còn link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Ok, mình vào thẳng vấn đề luôn nhá. Đối với một chiếc iPhone đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại này, theo cá nhân mình thì chiếc máy đầu tiên có lẽ là iPhone 11 Pro Max. Và mức giá của nó hiện đang khoảng 10 triệu đồng. Một mức giá chưa gọi là rẻ nhưng mà mình thấy đa số nhiều người dùng vẫn đang lựa chọn chiếc máy này bởi vì nó vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của rất nhiều người. Thiết kế của máy tuy vẫn là thiết kế cũ nhưng mà nó không hề lỗi thời. Khung viền bo tròn này, mặt lưng nhám, cầm nắm iPhone 11 Pro Max thì chắc chắn là sẽ thoải mái và dễ dàng hơn những chiếc Pro Max khác rồi. Màn hình của iPhone 11 Pro Max có kích thước là 6.5 inch, tấm nền Super Retina OLED, hỗ trợ HDR10, giúp các bạn thoải mái trải nghiệm giải trí, xem phim, lướt web hay thậm chí là chơi game một cách mượt mà luôn. Và tần số quét màn hình của iPhone 11 Pro Max chỉ là 60Hz thôi chứ không phải là 120Hz. Và đối với các bạn nào mà đang xài 120Hz thì sẽ cảm thấy cái tần số quét này nó không được nhạy bằng 120Hz. Nhưng vẫn có rất nhiều bạn trước đó sử dụng những chiếc iPhone đời cũ hơn nhiều. Thì khi mà lên iPhone 11 Pro Max thì đây vẫn là một màn hình cực kỳ tốt, vẫn là một màn hình đáp ứng đủ nhu cầu cho các bạn. Với con chip Apple A13 Bionic trên iPhone 11 Pro Max thì nó vẫn còn rất là mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Chiếc máy này hoàn toàn có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu cơ bản của các bạn. Chiến game thì dĩ nhiên là đối với những tựa game phổ thông như là Liên Quân hay PUBG thì nó vẫn cho các bạn một trải nghiệm mượt mà, không bị giật lag với mức setting cao. Pin của máy cũng được đánh giá là vẫn còn khá trâu nên các bạn không cần lo lắng về vấn đề này nhiều đâu ha. Về phần camera thì iPhone 11 Pro Max có cụm 3 camera có cùng độ phân giải là 12MP, sẽ cho ra những bức ảnh ở điều kiện đủ sáng vô cùng ấn tượng với chi tiết đẹp, rõ ràng, màu sắc và có độ chân thực cao. Với mức giá gần 10 triệu đồng mà có một chiếc điện thoại 3 mắt pin trâu thì mình nghĩ đây vẫn là một lựa chọn tốt cho các bạn muốn mua điện thoại ở phân khúc tầm này nha. Chiếc iPhone tiếp theo đó chính là iPhone 12 Pro. Đây cũng là chiếc máy mà mình sắp sở hữu sau nhiều lần phân vân lựa chọn. Và mức giá của chiếc iPhone 12 Pro hiện đang có giá khoảng từ 13 đến hơn 14 triệu đồng. Với thiết kế khung viền vuông vức bằng thép không gỉ tạo nên cái sự chắc chắn, sang trọng khi mà các bạn cầm trên tay chiếc máy này. Màn hình của nó thì có kích thước là 6.1 inch, tấm nền là XDR OLED, độ phân giải là Full HD+ và tần số quét cũng chỉ là 60Hz mà thôi. Nhưng mà màn hình của iPhone 12 Pro vẫn được đánh giá tốt, đủ đẹp, đủ chất lượng, viền mỏng hơn so với iPhone 11 Pro, giúp tăng không gian hiển thị thoải mái để các bạn có thể xem phim, chơi game hay là lướt web, nó vẫn rất là ok. Hiệu năng của iPhone 12 Pro thì với con chip A14 Bionic nó vẫn rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Những tác vụ cơ bản hàng ngày tối ưu rất là tốt, mượt mà, ổn định, trơn tru. Chơi game thì máy vẫn đáp ứng được nhu cầu chơi game cho những tựa game phổ thông, PUBG này, Liên Quân hay là Free Fire, tốc chiến, v.v. Điểm yếu lớn nhất ở trên chiếc iPhone 12 Pro này đó chính là máy có nhiệt độ nóng lên rất là nhanh, cùng với đó là pin của nó thì cũng hơi hẹo. Cho nên việc lựa chọn chiếc máy này để chơi game thì mình không recommend cho các bạn. Còn nếu như các bạn sử dụng những tác vụ cơ bản hàng ngày, chụp hình hoặc là thi thoảng chơi game thôi thì đây vẫn là một lựa chọn tốt. Cùng với đó thì chúng ta cũng có biện pháp khắc phục khi mà chúng ta chơi game, đó là chúng ta sắm thêm một chiếc quạt tản nhiệt sò lạnh để cho cái việc trải nghiệm giải trí của các bạn nó ok hơn, mượt mà và ổn định hơn nha. Và camera của iPhone 12 Pro được cải thiện hơn rất là nhiều. Kể cả khi các bạn chụp thiếu sáng thì màu sắc hay chi tiết cũng được tái tạo khá là tốt. Và đối với mình thì đây vẫn là một chiếc máy để mình lựa chọn phù hợp với bản thân. Và ai đang có nhu cầu cơ bản như mình thôi hoặc là thi thoảng chơi game giống như mình thì nên lựa chọn iPhone 12 Pro nha. Và chiếc iPhone thứ 3 đó chính là iPhone 13.
thì iPhone 13 được đánh giá là không có quá nhiều sự khác biệt so với iPhone 14. Và với mức giá dao động từ khoảng hơn 14 triệu đến hơn 15 triệu thì chúng ta đã sở hữu ngay được một chiếc máy gần với chiếc máy mới nhất của nhà Apple, có đầy đủ tính năng luôn. Thiết kế của iPhone 13 là thiết kế nhỏ gọn, vuông vức thời thượng, đặc biệt là nhỏ gọn cho nên là cái cảm giác cầm nắm trên tay cực kỳ là chắc chắn, thoải mái, dễ dàng, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Màn hình của iPhone 13 có kích thước là 6.1 inch, tấm nền là XDR OLED, độ phân giải là Full HD+. Cùng với đó thì máy được trang bị con chip A15 Bionic. Con chip chỉ đứng sau iPhone 14 cho nên là nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Hiệu năng này sẽ cho các bạn một trải nghiệm từ các tác vụ cơ bản hàng ngày cũng như là chơi game cực kỳ là ổn định, mượt mà. Điểm cộng trên chiếc iPhone 13 này nó cực kỳ ngược lại với iPhone 12 Pro, đó chính là máy cực kỳ mát và pin của nó cũng trầu luôn. Về phần camera thì iPhone 13 được trang bị hai camera có cùng độ phân giải là 12 megapixel, hình ảnh cho ra có độ chi tiết tốt, chân thực, màu sắc trung tính. Tuy là màu sắc trên những hình ảnh đó nó không được nịnh mắt người dùng cho lắm, nhưng mà khi các bạn hậu kỳ hình ảnh đó thì nó vẫn cực kỳ là ok, cho nên nó cũng không có gì để đáng nói đến cả. Bên cạnh những chiếc iPhone mình đã kể ở trên ra thì các bạn cũng sẽ có những cái lựa chọn khác với kinh tế rủng rỉnh hơn một tí, như là iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro và 14 Pro Max. Vậy là tháng 3 này các bạn đã biết phải lựa chọn cho mình chiếc iPhone nào rồi đúng không nào? Mình thì đã có lựa chọn cho riêng mình rồi. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio nhé. Mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn những chiếc iPhone không đáng mua ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.